Các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn là nghêu hấp sả nhé. Thì nguyên liệu của nó thì gồm có là sả này, gừng, củ hành, củ tỏi, ớt, ngò hay là rau, còn gọi là rau mùi. Mình có thêm lá chanh, nghêu, rồi gia vị nêm thì cũng có bột ngọt, đường, nước mắm đấy, và nước lọc. Đấy, bây giờ chúng ta bắt tay vào từng công đoạn nhé. Chúng ta bắc một nồi, cho ít dầu vào đây, dầu nóng thì chúng ta sẽ cho tỏi băm, hành băm vào. Ta sẽ xào cho nó thơm. Sau khi mà xào thơm rồi thì mình sẽ cho xả bằm vào. Chúng ta sẽ cho xả bằm vào. Tiếp tới là xả thái lát vào. Tiếp tới là cho pha ớt vào. Mình điều chỉnh theo cái lượng ớt ăn cay của mỗi khẩu vị của từng người các bạn nhé. Chúng ta xào cho nó thơm lên. Sau khi đã thơm rồi, ta cho 1 lít nước vào đây. Sau khi đun sôi thì ta sẽ cho nước mắm, bột ngọt, đường, cát, gừng đập dập, hạt nêm gà. Chúng ta sẽ cho là nước mắm này, bột ngọt này, đường cát này, gừng đập dập. Đây là hạt nêm gà. Mình sẽ cho hạt nêm gà vào đây. Hạt nêm gà, ngò dí. Chúng ta có thể lấy gốc ngò hoặc là cả cây. Và lá chanh. Mình đun khoảng độ tầm 15 phút. Đun sôi 15 phút. Sau đó mình sẽ lọc lấy cái nước này. Nước thơm lắm các bạn ạ. Thơm lắm. Và một lưu ý nữa, cái nước này á, chúng ta có thể dùng để hấp tôm, mực, ốc, bạch tuộc, rồi ghẹ, sò lụa vân vân. Sau khi đun khoảng 15 phút xong thì là mình sẽ tắt bếp và mình lọc lấy cái nước này các bạn nhé. Lọc lấy cái nước này để nguội và bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh khoảng độ tầm nửa tháng. Này, nước rất là thơm. Thơm lắm. Vừa mà ăn nữa, vừa miệng nữa. Nên là nước chúng ta đã lọc được rồi thì chúng ta sẽ cho sả vào. Ăn được cay thì chúng ta sẽ cho thêm ớt vào nhé.
Ở đây mình không có, mình ăn cay kém cho nên là mình chỉ cho xả thôi. Và mình để nguội, sau đó bảo quản ở trong ngăn mát, tủ lạnh khoảng độ 10 nửa tháng ở nhiệt độ là 4 đến 8 độ C các bạn nhé. Nước hấp xả này thì mình dùng cho hấp nghêu này, tôm, mực, ốc, bạch tuộc, ghẹ, sò lụa vân vân. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lấy một ít để mình hấp nghêu nha các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ cho khoảng 120g nước hấp này vào. Sau đấy mình cho lên bếp mình nấu cho nó sôi lại. Sau khi sôi như vậy rồi thì mình sẽ cho khoảng độ 200g nghêu vào. Cho nghêu vào rồi thì mình sẽ cho thêm ít xả lên trên, để ớt lên trên và mình đậy nắp lại. Đun đến khi nào mà cái miệng nghêu này nó mở ra thì chúng ta sẽ tắt bếp. Nghêu đã mở miệng rồi các bạn này. Đó, thì chúng ta sẽ tắt bếp và thưởng thức thôi. Các bạn lưu ý này, nếu chúng ta mà kinh doanh á, thì chúng ta sẽ làm sẵn cái nước hấp này đi. Cho nên là làm ra khi mà ra đồ nó rất là nhanh. Đấy, thì làm sao khách nó thưởng thức, nó húp được cả cái nước này. Vừa ăn được nghêu rồi húp cả cái nước này rất là ngon. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được nghêu hấp xả rồi các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Có chỗ nào các bạn không hiểu các bạn hỏi mình nhé. Vừa ăn được nghêu, vừa húp hết cái nước, rất là thòm thèm, vừa rất là vừa miệng các bạn ạ.